Thưa cô, em nghĩ mình quá thông minh để học lớp này à, em muốn được chuyển thẳng lên lớp 3. Được rồi, vậy cô phải đưa em lên gặp thầy hiệu trưởng trước đã. Được rồi, trước khi xem xét đề xuất của cô, tôi muốn tự kiểm tra em ấy. Được thưa thầy. Thầy hỏi em, 3 x 3 bằng mấy? Bằng 9 à? Phải, vậy còn 6 x 6? 36 thưa thầy. Giỏi lắm, tôi nghĩ em đủ điều kiện lên lớp 3 rồi đó. Thưa thầy, tôi muốn kiểm tra em ấy thêm về tính logic. Được, mời cô. Cô hỏi em cái gì ở con bò cái có 4 cái, còn cô thì chỉ có 2 cái thôi. Chân ạ. Vậy cái gì trong quần em có, còn cô thì không? What? Cái túi ạ. Chính xác, em xứng đáng lên lớp 3. Tôi nghĩ chúng ta nên chuyển em ấy thẳng lên lớp 5. Tại sao vậy? Ây da, bởi vì hai câu cuối đến tôi mà còn đáng nhầm nữa. Các em cho cô biết cái gì có màu xám và rất cứng. Thưa cô, là bê tông ạ. Cô rất thích cách nghĩ của em, nhưng nó có thể là nhựa đường nữa. Thấy cái gì màu vàng có trên cánh đồng nè? Con bò ạ. Cô rất thích cách nghĩ của em, nhưng nó có thể là rơm nữa. Đúng là nhảm nhí mà. Em vừa mới nói linh tinh cái gì đó hả? Chỉ là em có một câu muốn hỏi cô thôi ạ. Là câu gì? Cái gì trước khi cho vào miệng thì khô và cứng, còn khi nhả ra thì mềm nhũn và ướt nhem? Em không được đố những câu như thế trong cái lớp học này nghe chưa? Chỉ là kẹo cao su thôi ạ. Nhưng em thích cách suy nghĩ của cô. Cả lớp đi tới công trường tham quan, bỗng nhiên có một chú công nhân bị ngã. Hôm nay chúng ta sẽ học về an toàn lao động. Các em cho cô biết tại sao chú công nhân ở đằng kia lại bị ngã. Thưa cô, vì chú ấy không tuân thủ quy tắc an toàn lao động mà. Rất có thể, còn ai có ý kiến khác không? Có lẽ nắng quá chú ấy bị choáng ạ. Rất có thể. Huy, em có ý kiến gì không? Chú ấy ngã vì chửi mẹ em ạ. Sao chứ, chú ấy chửi mẹ em khi nào? Chú ấy chửi là thằng ôn kia, đừng có rung than nữa, tao đập thấy mẹ mày bây giờ. Hôm nay chúng ta sẽ học về phụ nữ, nhưng trước tiên cô muốn biết các em thích điểm nào ở phụ nữ nhất. Bắt đầu từ em. Em thích cánh tay của phụ nữ ạ. Em thì lại thích đôi chân ạ. Còn em thì thích toàn bộ khuôn mặt của phụ nữ ạ. Em thì thích ba dòng của phụ nữ ạ. Em đi ra ngoài đứng hết tiết cho tôi, sao em có thể ăn nói sằng bậy như vậy hả? Nhưng mà... Dạ. Sao hả? Em muốn nói gì? Xin phép cô cho em được ra ngoài cùng bạn ạ. Tại sao chứ? Thì đằng nào mà cô chả đuổi em, chỉ còn lại mỗi duy nhất một bộ phận là chưa ai nói thôi. Các em hãy nói công việc của bố mình cho cả lớp nghe. Được rồi, Minh, cho cô biết bố em làm nghề gì? Dạ, kỹ sư thưa cô. Còn việc bố em làm nghề gì? Bố em là công nhân may ạ. Thế Huy thì sao nè? Bố em làm nghề gì nè? Dạ, bố em mất rồi ạ. Cô chia buồn với em nha. Vậy trước khi mất bố em làm gì? Rên rỉ ạ. Được rồi, cô vẽ sẵn trái tim trên bảng làm mẫu rồi đó. Mấy đứa tự vẽ lại đi nha. Cả lớp ai ai cũng vẽ, nhưng chỉ có duy nhất một bạn lại không vẽ. Sao em không vẽ đi hả? Thưa cô vẽ thiếu quần áo rồi ạ. Tại sao vẽ trái tim lại phải có quần áo? Dạ, tại giữa khuya em thường hay nghe bố nói là trái tim của anh ơi, để anh mặc quần áo vào cho em nhé. Cả lớp, hôm nay chúng ta sẽ học về số học. Vậy theo các em, dãy số nào là đẹp nhất? Mời em. Thưa cô, là dãy số 21593 ạ. Tại sao nè, em có thể giải thích cho cô và các bạn cùng biết được không? Dạ, đơn giản là nếu hai người cùng làm một việc gì đó thì trong vòng không quá 5 tuần, họ sẽ biết rằng chỉ 9 tháng nữa sẽ xuất hiện người thứ ba ạ.